Hello mọi người nha, thì tôi là Quý Một Con Anime. Thì hôm nay thì tôi có một cái kèo bóng đá khá là căng thẳng nha anh em ơi. Thì team tôi sẽ đối đầu với team của Quy Trần nha anh em ơi. Đó thì Quy Trần thì anh em cũng biết là Quy Trần đá rất kia là hay luôn. Thì hôm nay thì tôi không biết có thắng kèo hay không anh em. Thì tôi sẽ quay một cái clip đá với team của Quy Trần cho anh em xem. Thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để mình có động lực ra nhiều clip giống như là bóng đá như thế này cho anh em xem nha. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi ra sân banh thôi nha anh em ơi. Ok. Thôi lấy đôi giày của này mà, hôm nay diệt đội Quy Trần. Đồ quẻ hả? Có anh em nào giống như tôi không? Chiều ngày nào 5 giờ tôi cũng xách đôi giày tôi ra sân banh để mà tôi đá banh hết trơn anh em à. Quy Trần hôm nay có gáy gì trước khi đá không nội? Tôi lấy gỗ đựng. Đồ, lấy gỗ đựng hả? Mà bên ai? Bên mày hả? Bên ông á. Trời quái không? Được, được, ok, để coi nha. Thì ốc quá. Thì biểu diễn một bài tập kỹ năng trước khi đá bóng rồi, sao rồi? Hôm nay chắc tôi nghĩ tôi lượm nguyên gỗ quá anh em. Anh em nhìn tem Quy Trần kìa. Cái đậu xanh nó đi đông như quân nguyên không nói. Thôi, tem bên tôi nè. Hôm bữa luôn rồi. Cầu thủ chuyên nghiệp không? Đây, đây, nhắn gom. Cái này mà Win nè, đưa nhớ là cái tôi là rồi thì bây giờ là bắt đầu trận đấu nha anh em ơi. Thì tôi nghe cái tin đó anh em là bên team của Quy Trần có một cầu thủ như là sinh năm 2K6 tên là Hịnh Bò, đá rất như là kinh khủng luôn nha anh em ơi. Đó thì các bạn áo màu trắng nè, số 20 này anh em. Đó thì bây giờ thì tôi với anh em cùng xem bạn này đá sẽ như thế nào nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là mới bắt đầu trận đấu khoảng 1-2 phút thôi nha anh em ơi. Đó thì các bạn Hịnh Bò này để coi các bạn đối đá như thế nào nha. Rồi ok nè, đó về lấy banh nè. Trời ơi anh em thấy chưa, kỹ thuật quải cái chuẩn luôn anh em à. Đó thì chưa đầy 3 phút nữa là bên tôi thua một trái rồi anh em à. Anh em thấy tem của Quy Trần như là đá kinh khủng không? Đó thì bây giờ thì tem tôi sẽ cố gắng đá hết sức để diệt đội Quy Trần cho anh em xem. Thì bây giờ anh em nào rảnh kéo xuống giúp tôi nút like. Thì video này đạt giống như là 15k like thì tôi sẽ giống như là làm tiếp những video bóng đá này cho anh em xem nha anh em ơi. Đó thì anh em kéo xuống giúp tôi nút like nha để mà tôi có động lực ra nhiều clip hay hơn cho anh em xem. Thì bây giờ thì tôi sẽ cố gắng hết sức cho anh em giống như là cho anh em những cái pha đẹp mắt cho anh em xem nha anh em ơi. Đó Quy Trần sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó bây giờ là Hịnh Bò dễ qua giống như là đứt cống, không dễ qua, quyết định là chuyền cho Quy Trần. Quy Trần làm gì đây? Quy Trần chuyền cho Hịnh Bò sọt vô. Rồi sút nhưng mà không vô. Trời anh em thấy chưa, mé phối hợp quả cái chuẩn luôn nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là Quý Một Con sẽ đối đầu với hai người cho anh em xem nè. Rồi bây giờ nè, dẻ qua một người nè. Đó một người nha, hai người. Trời ơi điêu luyện chưa anh em ơi. Đó xong rồi chuyền cho Thanh Đàn. Thanh Đàn không bắt banh được nhưng mà mắc banh anh em ơi. Rồi bây giờ Quy Trần chuyền cho Hịnh Bò nè. Hịnh Bò làm gì đây? Đó mới 2K6 thôi mà anh em không, điêu luyện quả cái chuẩn luôn nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là Quy Trần nè. Quy Trần sút rồi vô luôn, mé chưa gì trơn. Tem tôi thua hai trái rồi anh em à. Thì anh em cũng đủ hiểu là rồi. Trời dẻ ba người luôn anh em ơi. Ủa anh em thấy tôi khéo chưa, nếu dẻ Quy Trần quẻ với Hịnh Bò dẻ qua giống như là thủ môn luôn nha anh em ơi. Đó thì bây giờ là bình tĩnh nha, gọi chuyền cho Kiên Nhẫn sút. Trời ơi trời, nhưng mà chúng sàn ngang anh em ơi, mé chưa dĩ chân thua. Trời ơi Thanh Niên nó giống như là đỡ banh không đỡ bằng đầu, đỡ bằng mặt anh em mà, quái cái chữ thiệt. Rồi Thanh Niên giống như là đỡ banh bằng mặt. Thì bây giờ dẻ qua một người xong rồi chuyền cho giống như là Hịnh Bò chuyền cho Quy Trần nhưng mà Quy Trần sút không vô nha anh em ơi, sút vô sàn ngang nha. Đó bây giờ Quy Trần làm gì đây? Quy Trần chuyền cho Hịnh Bò sút. Trời ơi trời, anh em thấy gì chưa, khéo quả cái chuẩn luôn nha anh em ơi. Mới có 2K6 thôi mà đã khéo quả cái chuẩn luôn. Đứt cống sút. Trời ơi không vô nha anh em ơi. Thì team tôi là đang thua 3 trái nha anh em ơi. Thì bây giờ tôi sẽ cố gắng nếu mà gỡ kèo nha. Rồi Kiên Nhẫn chuyền cho Đứt cống nè. Đứt cống sút vô. Còn 2 trái thôi nha anh em ơi. Còn thua 2 trái thôi nha. Rồi bây giờ là trời ơi hay quá chứ mình lé anh em ơi. Đó thì hôm nay là team tôi mình lé chụp cũng ôm nha. Rồi Đứt cống sút. Trời ơi nhém nữa là vô rồi anh em ơi. Rồi bây giờ Quý Một Con nè, Quý Một Con giống như là động tác giả sút vô. Còn một trái anh em ơi. Ok yeah, let's go let's go. Rồi bây giờ là team tôi còn thua một trái nha. Đó trời sút cho banh căng đét quá cái chuẩn luôn nha anh em ơi. Đó rồi trời ơi đèn ơi là đèn nó chuyền ngay chân cái giống như là cái ông đỡ bằng đáy banh là bằng mặt đó anh em à. Đó vô luôn. Trời ơi trời, vô tiếp luôn, thua 3 trái nữa luôn rồi anh em ơi. Cái gì vậy trời, cái tem này hôm nay là đừng nói đưa tôi hứng gỗ nha. Rồi dẻo Quy Trần nè, xong rồi dẻo ai nữa, rồi dẻo qua bên đây luôn, xong rồi chuyền quá hay vô, quá hay luôn em ơi. Rồi bây giờ là tem tôi còn thua 2 trái nữa nha anh em ơi. Rồi giờ là dẻo Quy Trần nè, xong rồi dẻo ai nữa, rồi dẻo Hịnh Bò Quy Trần quá hay luôn, xong rồi chuyền, xong rồi rồi Hịnh Bò xong, Hịnh Bò xúc vô, rồi vô luôn, thua 3 trái luôn em ơi. Mẹ
Rồi bây giờ là bên tôi xúc vô một trái anh em, là còn hai trái nữa nha anh em ơi, nhưng mà tôi không có quay với anh em à. Rồi bây giờ xúc nè, vô nè, là còn một trái nữa nha anh em ơi, là tem tôi là còn một trái nữa nha anh em ơi. Đó, thì cái trái đó thì thằng Phú Lê nó không quay với anh em à. Đó, bây giờ là hình bò giữ banh nè, hình bò vẽ qua giống như là đứt cống nè. Rồi hình bò truyền cho Quy Trần, Quy Trần làm gì đây? Quy Trần giống như là truyền về cho giống như là xúc. Nhưng mà không vô nha anh em ơi, không vô nữa, mình lé nha anh em ơi. Đó, bây giờ là bình tĩnh nè. Rồi, giống như là bây giờ là kiên nhẫn giống như là giữ banh. Rồi, làm gì đây? Truyền lên. Quá hay, rồi đứt cống bắt banh hụt rồi anh em ơi. Đó, bây giờ truyền lên nè. Rồi, ok nè, bên tôi là đang giống như là đang thua một trái nha anh em ơi. Đó, bây giờ thủ môn chọi lên nè. Rồi, cố lên. Trời ơi, thằng Bình Lé ơi, là thằng Bình Lé. Sao mày chụp mày đưa nguyên cái hán vô vậy trời. Bây giờ Quy Trần nè, chút. Trời ơi, là trời thua ba trái luôn anh em ơi. Cái quần què gì vậy? Rồi, bây giờ là tôi sẽ cố gắng là bình tĩnh lại mà đá cho anh em xem nha anh em ơi. Đó, trời ơi, Hịnh Bò ơi, em đến lòn hán hết hả? Nè nè, lòn hán anh nè. Rồi, bây giờ là còn hai trái nữa thôi nha anh em ơi. Là tem tôi sẽ giống như là lật kèo cho anh em xem. Trời ơi, trời, cái thằng Bình Lé nó chụp gôn mà nó chụp bằng chân. Bây giờ là tiếp tục thua ba trái nha anh em ơi. Đó, bây giờ là tem tôi sẽ cố gắng như lật kèo cho anh em xem nè. Đó, thì tem tôi là tem hánh lật kèo mà anh em. Đó, đang thua xong rồi cuối trận là mình sẽ lật kèo cho anh em xem nha. Rồi bây giờ làm gì đây? Hay quá Quy Trần ơi. Rồi đó, Quý Bồng Ngón làm gì đây? Quý Bồng Ngón truyền cho Đức Công. Đức Công làm gì đây? Xúc trúng vô bụng Hồng Hạnh Nhật. Quá cái chữ này anh em à. Rồi xúc, trời ơi xúc thấy nhưng mà không có vô cái góc nổi nha anh em ơi. Rồi bây giờ là Quy Trần làm gì đây? Quy Trần xúc nhưng mà không vô nổi trọng bằng nha anh em ơi. Rồi xúc nhưng mà không vô nổi cái thằng Châu Nước nha anh em ơi. Thằng Châu Nước bên tôi đá kinh lắm anh em à. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi bây giờ là Hịnh Bò giống như là làm gì đây? Hịnh Bò vẽ một hàng xúc. Ôi là trời, khéo anh em ơi. Nó khéo thì thôi đi anh em ơi. Bây giờ là tỷ số bao nhiêu mà tôi cũng không biết nữa anh em à. Tỷ số bây giờ là tem tôi giống như là hô 4 trái nha anh em ơi. Xong rồi Phú Lê mới vừa vô là xúc vô được một trái là còn 3 trái nữa nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ là tôi truyền lên nhưng mà nhém nữa là phản lưới nhà rồi anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Quý Ngón xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Mé tôi là điều hận hai chân, có anh em nào như tôi không? Anh em nào như tôi thì comment bên dưới giúp mình nha. Rồi làm gì đây? Được không? Xúc. Rồi thua 2 trái nha anh em ơi. Rồi bây giờ là tem tôi giống như là bắt đầu lật kèo lại cho anh em xem nè. Đó, thì anh em giống như là nhắn like liền giúp mình đi nha, để mình có động lực giống như là ấy cho anh em xem nha. Rồi bây giờ làm gì đây? Quý Bồng Ngón giống như là xử lý banh nè cho anh em xem nè. Rồi làm gì đây? Rồi nhăn gồm truyền cho Phú Lê. Phú Lê làm gì đây? Rồi Phú Lê quyết định truyền cho Đức Công xúc nhưng mà không được, cái khó quá đi em ơi. Rồi bây giờ là xúc, Quý Bồng Ngón làm gì đây? Rồi Quý Bồng Ngón lòn tháng bằng thủ môn nha anh em ơi. Rồi bây giờ là tem tôi mới lật kèo rồi anh em ơi, còn đúng một trái nữa thôi là tem tôi giống như là quề nha anh em ơi. Đó, thì bây giờ là bình tĩnh và xử lý lại cho anh em xem nè. Đây, trời ơi, thua lại hai trái rồi anh em ơi. Mé bây giờ là gây cắn quả cái chỗ luôn. Trời ơi, thua ba trái luôn rồi, khó quá anh em ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Đức Công, hay quá Đức Công ơi. Bây giờ là còn hai trái nha anh em ơi. Nếu bây giờ là tôi giống như là đá hết sức mình rồi đó anh em à. Bây giờ là tôi có bao nhiêu á, là xả bao nhiêu luôn á anh em. Thì tem bạn giống như là bây giờ mà lật kèo anh em. Rồi bây giờ là Đức Cống đối đầu với bạn này đây. Theo pha anh em, pha này ai sai? Đó thì anh em comment bên dưới giúp tôi nha. Đó thì theo tôi thì bạn nói tự té nha anh em ơi. Đó, bây giờ Đức Cống xúc. Quá hay Đức Cống ơi. Bây giờ là còn một trái đó thôi nha anh em ơi. Là tem tôi sẽ lật kèo nha anh em ơi. Đó, bây giờ là cố gắng hết sức cho anh em xem nha. Hay quá Đức Cống ơi. Đức Cống ơi, lật kèo Đức Cống ơi. Làm gì đây? Xúc nhưng mà không được nha anh em ơi, không được anh em à. Rồi bây giờ là bên kia. Ê, làm gì đây? Rồi luôn, thua hai trái lại luôn anh em à, khó quá cái chuẩn luôn anh em à. Rồi bây giờ là bình tĩnh nha. Rồi chiên nha. Xúc nhưng mà không vô nổi Bình Lé anh em à. Đó, bây giờ là cố gắng lật kèo nè. Bây giờ là còn hai trái thôi nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là bình tĩnh và xử lý cho anh em xem nha. Rồi, bây giờ là trọng bằng làm gì đây? Trọng bằng xúc nhưng mà không được cho anh em ơi. Cái kiểu này gần hết giờ anh em nên giống như là anh em khó lắm. Trời trời, anh em nhìn nó khéo kìa anh em ơi. Anh em nhìn nó khéo kìa. Anh thấy chưa? Ui khéo quá chuẩn luôn nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là gần hết giờ rồi, anh em giống như là có bao nhiêu là đá hết sức luôn nha anh em ơi. Đó. Thì một hồi có tranh chấp anh em thì anh em nhớ xem hết nha. Bây giờ là bình tĩnh nè. Rồi bây giờ nè, làm gì đây? Xúc. Bây giờ là xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Bây giờ là tem tôi đang thua hai trái anh em à. Rồi kiên nhẫn. Trời ơi mé không vô anh em mà. Khó chịu quá chuẩn luôn. Bây giờ làm gì đây? Rồi bây giờ là Phú Lê xúc. Ôi, một trái nha anh em ơi.
Một trái là tem tôi lật kèo nha anh em ơi, một trái cuối cùng nha anh em ơi. Rồi bây giờ là Quy Trần đang xử lý banh nè, chuyền chơi giống như là rồi quá hay Đức Cống ơi. Quá hay Đức Cống ơi. Rồi bây giờ làm gì đây? Đức Cống. Trời ơi trời anh em thấy chưa? Thằng Đức Cống nó đá banh hay mà nó còn chụp hay nữa nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là Thanh Đàn nè. Làm gì đây? Bên tôi là còn một trái nữa thôi là lật kèo nha anh em ơi. Cố lên nè. Kiên nhẫn nè. Kiên nhẫn. Xong. Quá hay anh em ơi. Lật kèo anh em ơi. Quá đỉnh anh em ơi. Đó, bây giờ là quề quề nha anh em ơi. Rồi hay trời ơi anh em thấy chưa? Mé Quy Trần gốc súng gốc chữ A luôn mà Đức Cống nó còn chụp được nữa anh em à. Rồi bây giờ là có bao nhiêu công lực là dồn hết bao nhiêu luôn nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là bên kia xuống. Thua lại một trái đi mà. Bây giờ là gây cắn quái cái trời đi đắt rồi anh em ơi. Thì anh em nhắn like thì giúp tôi đi để mà tôi có động lực ra nhiều clip như thế này cho anh em xem nha. Trời ơi trời anh em thấy chưa? Thằng Đức nó chụp quả cái chuẩn luôn anh em ơi. Thì một hồi anh em nhìn cái thằng mà bản áo đá banh mà màu xanh mà giữa đen đen đó anh em. Thì anh niên nói như là chơi quả anh em chơi xấu anh em à. Thì anh em nhớ xem hết clip nha. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ giống như là bình luận tiếp tục cho anh em xem nha anh em ơi. Đó. Bây giờ là hay quá em ơi. Hay quá giống như là hình bùi ơi. Ủa lộn hình bò ơi. Hay quá bây giờ bình tĩnh ha. Rồi xúc nhưng mà không vô nổi Đức Cống nha anh em ơi. Đức Cống nó chụp ghê lắm anh em à. Rồi dẻo một hàng nè. Rồi dẻo qua giống như là bình lé nè. Rồi dẻo qua trọng bằng nè. Xúc. Mẹ ghê chưa anh em ơi. Mẹ Đức Cống chụp ghê chưa anh em. Mẹ giống như là cái hình bò đó mà đá kinh khủng quá chưởng anh em à. Xúc. Go 1-0 nha anh em ơi. Rồi bây giờ là tem tôi giống như là đang win một trái nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ là tem bạn là giống như là bắt đầu quạo với tôi nha anh em ơi. Thì anh em xem khúc này nè. Đó. Đá hô xong một quạo nha anh em ơi. Thì anh em nhìn cho kỹ nè nha. Từ từ nè. Đó. Thì bây giờ là đây là một pha đối đầu với châu nước. Tướng nhỏ quá đối đầu không lại châu nước rồi anh em ơi. Đó. Bây giờ là bình tĩnh nè. Rồi. Bây giờ là xúc. Rồi. Tem tôi là hô giống như là ổ lộn. Thắng 2-0 nha anh em ơi. Tem tôi thắng 2-0 rồi nha. Rồi bây giờ là giống như là bên kia xúc nè. Xúc. Đúng. Khúc không vô nha anh em ơi. Đó không vô nha. Rồi bây giờ là bình tĩnh nè. Rồi bây giờ Quy Trần. Rồi hay quá Đức Cống ơi. Mấy Quy Trần nhém nó cu lê được anh em ơi. Thì anh em nhìn khán giả ở ngoài kìa đông quải cái chuẩn luôn. Xúc. Nhưng mà không vô nổi Đức Cống nha anh em ơi. Mấy Đức Cống chụp ghê quá anh em à. Đó. Thì tôi cũng hết nước bọt rồi đó anh em à. Thì anh em nhắn like giúp tôi đi nha. Rồi. Đó. Thì châu nước kìa. Đó châu nước. Thằng châu nước này nó hết kiếm chuyện người ta lắm anh em à. Đó anh em nhìn nè. Đó nó lấy tay nó hụt cu chỏ tôi kìa anh em không. Đó. Thanh niên áo xanh này là tôi cay lắm nha anh em ơi. Chơi xấu quá cái trưởng luôn. Rồi. Ok. Còn một trái nha anh em ơi. Đó bây giờ là gần hết giờ rồi. Tôi sẽ đá hết sức cho anh em ơi. Thì tem bạn là tôi thấy là có hai người quạo. Trời ơi. Cái pha này mà trúng giống như là thằng Kiên nhẫn một cái là nó lủng cái bụng nó luôn anh em à. Thằng áo trắng này nè với cái thằng màu xanh đen á anh em. Là nó cay cho tôi lắm anh em mà nó hua nó quạo á anh em. Đó thì tem bạn đứng vậy là biết thua rồi đó anh em à. Bây giờ anh em nhìn cho kỹ nè nha. Đó một hồi anh em nhìn cho kỹ nè. Rồi bây giờ chuyền lên nè. Đó bây giờ áo xanh nè anh em nhìn cho kỹ nè nha. Rồi ok thì anh em nhìn cho kỹ nè. Đó quẻ qua một người xong rồi giống như là làm gì biết không anh em. Rồi xong rồi xúc. Đó xong rồi xúc không vô. Rồi xong rồi đạp vô cái bụng thằng Đức một cái kịch một cái anh em thấy không. Cái thằng áo xanh là cái thằng là chơi điếm nhất nha anh em ơi. Đó xong rồi Đức Cống nó quạo anh em nó chọi hụt với banh. Xong rồi anh niên áo trắng với anh niên áo xanh lại kênh anh em à. Đã đá xấu người ta không xin lỗi mà còn kênh với người ta nữa anh em à. Đó còn chửi thằng Đức nữa anh em à. Xong rồi Phú Lê anh em nó lợi nó binh anh em à. Đó thì thôi thì clip của mình đá banh đến đây là kết thúc nha anh em ơi. Thì anh em mới hay anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.